Một người đàn ông ở thành phố Hải Dương đã dùng dao đâm cảnh sát giao thông bị thương. Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Thắng, sinh năm 1981 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 50 ngày 11 tháng 10 Tổ tuần tra kiểm soát của công an thành phố Hải Phòng làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện Nguyễn Trung Anh sinh năm 2004, ngụ thành phố Hải Dương không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tổ công tác yêu cầu thanh niên dừng xe kiểm tra làm việc với đại úy cảnh sát giao thông Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Trung Anh thừa nhận không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe máy. Sau đó Nguyễn Trung Anh gọi điện thoại cho người nhà, đối tượng Nguyễn Đăng Thắng đến nơi xin đại úy Lợi không xử lý vi phạm con mình. Đại úy Lợi không đồng ý, ông thắng ra xe máy của mình lấy con dao bằng kim loại có mũi nhọn dài khoảng 45 cm xông đến hành hung đại úy Lợi.